được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục suy niệm lời Chúa Chúa Nhật hàng tuần. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng thánh, hồn lan tỏa tình yêu Thiên Chúa ban ngôi đến tất cả mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe tin mừng Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024, Chúa Nhật tuần 25 thường niên, phục vụ 5B. Một hôm, Đức Giêsu và các môn đồ đi băng qua Galilee, và Ngài không muốn cho ai biết, vì Ngài chuyên dạy dỗ các môn đồ. Ngài nói với họ: "Con người sẽ bị nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài, và bị giết rồi, sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại." Nhưng họ đã không hiểu lời ấy, và họ sợ, không dám hỏi Ngài. Họ đã đến Ca-phác-na-ôm, vào nhà Ngài hỏi họ: "Dọc đường các ngươi đã tranh luận gì với nhau?" Họ làm thinh, vì dọc đường họ đã tranh luận với nhau: "Ai lớn hơn?" Ngồi xuống, Ngài gọi nhóm 12 lại và nói với họ: "Ai muốn làm đầu thì hãy ở cuối hết mọi người và làm tôi tớ mọi người." Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa họ. Ngài bồng nó mà nói với họ: "Kẻ nào tiếp đón một đứa trẻ nhỏ thế này vì danh ta, tức là tiếp đón ta, kẻ tiếp đón ta thì không phải người ấy tiếp đón ta, mà là đấng đã sai ta." Suy niệm: việc đặt một em nhỏ vào giữa hàng ngũ các môn đệ có ý nghĩa nhắc nhở hội thánh về sự hiện diện của những người bé mọn. Hội thánh cần phải kinh mang những phận người vốn bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bởi nhiều lần Đức Giêsu cho thấy người nghèo, người bé mọn là đối tượng của mặc khải Thiên Chúa, và ai giúp đỡ họ là giúp đỡ chính Chúa, như người đã nói đến trong diễn từ cánh chung, hay trong dụ ngôn phân tách chiên và dê trong ngày phán xét. Bởi đó, việc chúng ta giúp đỡ và phục vụ anh chị em, nhất là những người bé mọn, chính là chúng ta đã phục vụ cho chính Chúa vậy. Cha mãi như mảnh nước trời.
thương mến con như thác gành biển khơi. Nguyện xin cho nước cha được mãi lan rộng, nguyện xin danh thánh cha vang khắp mọi nơi.